À, trai đi cấp đơn. Không có hỏi. Có hôi. Bạn bự không chị? Không. Xong muối chị? Không. Dạ anh coi. Thôi kìa. Đi ok. Đi tắm biển thôi. Cái tường phá sao? Ở 4 muối thôi, 4 muối. Ảnh nha. Gửi ra, gửi thôi. Ảnh đấy nè. Có hôi không? Không. Ngày tắm mấy lần? Ba lần. Xạo. Làm gì ngày tắm 3 lần? Tắm 1 lần, 2 lần đi. Thì sáng tắm đi làm, trưa về nóng quá tắm, tối tắm đi nghỉ 3 lần. Có tập thể thao gì không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng giới thiệu sơ yếu lý lịch trích ngang ha. Mời bạn nam. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và quý khán giả đây. Em Nguyễn Văn Linh, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Đắk Lắk. Bây giờ em đang quản lý các đại lý C2 của công ty Kasumina và các doanh nghiệp vận tải. Rồi, ở phiên mình giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Con chào chú Quỳnh Linh. Dạ, chào con. Vậy là hiểu rồi ha. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thư. Hiện tại em đang là kế toán cho một công ty quảng cáo digital ở quận 10. Thì em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi. Sau khi mà ra trường đi làm, em vào Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 ạ. 24 tuổi, chà, cũng giỏi quá ha. Cát Tường là kêu chú Linh bằng em á con. Dạ, con không biết nữa chú ơi, ba mẹ con dặn là vậy chú. Ba mẹ dặn là kêu chị Cát Tường bằng chị, kêu chú Quỳnh Linh bằng chú. Dạ. Cũng được, không sao. Có người kêu chú bằng bác đó con. Cho chị gửi lời thăm cảm ơn ba mẹ em nha. Dạ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu, những cái điểm mạnh, điểm yếu. Em biết cái gì cũng một ít hết, nấu ăn một ít, biết kiếm tiền một ít, biết ăn chơi một ít. Ghê vậy, biết ăn chơi. Ăn chơi là sao, ví dụ? Ví dụ như đi ăn với bạn bè thì cũng phải đi ăn tốt cho bao tử của mình mà chị. Rồi chơi thì xả láng lắm chị. Bạn bè mà có dịp hội nghị gì đó là bực đi chơi, không cần quan tâm tới gì hết, miễn là đi chơi thôi. Nói chung là chơi hết mình, làm hết sức ha. Đúng rồi. Dạ. Thì khuyết điểm? Khuyết điểm của em là nói nhanh, nóng tính và em không kiềm chế được cảm xúc của em. Bây giờ con có thể nói chậm chậm cho chú bên đây nghe không con? Bây giờ chú muốn con nói cái gì nè? Muốn tìm một người yêu như thế nào là lý tưởng? Dạ, người yêu lý tưởng là con mong muốn được 90% của ba con. Ba con là sao, ai biết là sao? Ba con là một người đàn ông của gia đình, biết chăm lo, biết suy nghĩ và lo làm ăn, tính tình thì hiền lành và đặc biệt một cái là rất là thương con. Rồi, vậy bạn trai giới thiệu về cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn trai đi. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn. Được, cái này tốt nè. Rồi biết quan tâm chăm sóc gia đình. Quá tốt. Với biết lo cho sức khỏe của mình nữa. Đúng rồi, phải lo sức khỏe mình có sức khỏe mình lo cho nhiều người khác. Dạ. Gì nữa? Biết chơi một số môn thể thao, ví dụ như đá banh. Khuyết điểm là cái gì? Khuyết điểm thì chắc có lẽ là cũng hơi nóng tính, nhậu hơi nhiều. Bớt đi ha, nhậu. Còn bây giờ bớt lại rồi. Em muốn tìm người bạn gái thế nào? Nói chung là biết nấu ăn, quan tâm chăm sóc gia đình, biết yêu thương mọi người xung quanh. Cũng có 90% giống mẹ em xíu. Trời ơi, vậy? Một bên là lấy người, thường là ba, bên người là mẹ ha. Rồi, lý do hôm nay các bạn đến đây là các bạn đang ế, mà tôi không tin điều đó. Bởi vì với một cái người đẹp trai thế này, một cái người mà cũng là quản lý, cũng có tài ha, tại sao lại ế? Là do cái môi trường làm việc của em chỉ toàn con trai không à, với những người lớn tuổi. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ ba rồi. Nhưng mà mối tình nói chung cũng không có đậm sâu cho lắm. Mình thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức thì có một, còn có tìm hiểu cũng một. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Chia tay chính thức là gần 4 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ thì bạn ấy bị một vấn đề tai nạn. Chia buồn với em thôi, chuyện cũ rồi ha. Dạ. Mình đã sẵn sàng mọi thứ để mà tiến tới hôn nhân chưa? Em thì tiến tới hôn nhân thì khoảng 2 năm nữa. Bởi vì em cũng muốn phụ giúp ba mẹ của em về một số vấn đề ạ. Okay, như vậy được rồi. Về ngoại hình bạn mong muốn người bạn trai mình là người như thế nào? Dạ, không là hói chị. Hả? Không hói, không thôi. Cao 1m6 trở lên. Ngứa ngứa lỗ mũi, nhột nhột. Dạ, chào chị Cấp Đơn. Không có hói. Có hôi. Bụng bự không chị? Không. Sáu muối á chị. Đâu, dở anh coi. Thôi kỳ lắm. Đâu kỳ, tôi đi tắm biển thôi. Cái tường khoái sáu. Không, 4 muối thôi, 4 muối thôi. Ảnh nghe. Hửi ra, hửi thôi. Đang nói nghe nè. Có hôi không? Không. Ngày tắm mấy lần? Ba lần. Xạo, làm gì ngày tắm 3 lần? Tắm 1 lần, 2 lần nữa chứ. Thì sáng tắm đi làm, trưa về nóng quá tắm, tối tắm đi nghỉ 3 lần. Có tập thể thao gì không? Có, em tập thể thao thì đều đặn. Có sức khỏe không? Khỏe. Hỏi đàng hoàng, nghiêm dạ, túc. Dạ khỏe, khỏe. Đã được mấy cái? Khoảng được 30 cái. Thử rồi, 20 thôi. Ba đây luôn đó chị. Ừ. Giờ muốn có bạn gái không? Thì có chứ. Làm đi. Thử 15 cái được không chị, tại áo nó chật quá. Anh mà hít được 50 mới cho em biết. Có ăn rồi lên 50 ngày á. Ngày 1 cái á. Rồi làm đi. 10 cái đó chị ơi. Rồi giá hoài. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 phải rồi hả? 12 13 14 15 nữa hả? 16 17 18 19 20. Rồi khuyến mãi chị cái. Khuyến mãi chị chi trời. Tôi đâu cần khuyến mãi. Được rồi. Chân thật nói được làm được. Thôi đi không đi, nó rối luôn. Sao chị? Dễ thương. Khỏe lắm. Ghê lắm. Con chào chú ạ. Chào con. Dạ, chú dễ thương không? Không? Dạ con khỏe ạ. Trời ơi, con gái dễ thương quá ta. Dạ, chú ơi. Có một ruồi nó dễ thương. Con có tật xấu gì không? Nói cho bạn kia biết đi. Tật xấu của con là rất là đặc biệt, khác người nhất. Sao? Ngủ thích không thích mặc đồ. Hỏi đi. Mày tật xấu gì nữa không? Đừng có nói tật xấu. Dạ, tật xấu nữa là con hay bị say xe. Với lại đi là chuyên gia bẹt lạc đường. Mỗi lần mà đi lạc đường ước gì mình có người yêu là taxi. Không biết rõ đường, khỏi chỉ cho mình khỏi bị lạc. Không mà tại sao ngủ mặc đồ? Dạ không, không biết nữa. Em thấy nó thoải mái hơn. Thôi con, không nói nữa, giờ con có đi với ai không? Dạ con đi với là hai chị đồng nghiệp ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Thì em làm chung với Thư. Thư rất là nhiệt tình, làm việc rất là nhiệt huyết, quậy hết sức và chơi hết mình. Thì đó là một điểm rất là hay và rất là thú vị ở Thư. Và Thư sống rất là chân thật. Thì em thấy là ở cái thế giới nhiễu nhương này mà có một người mà chân thật như Thư là một điều rất là đáng quý. Và đó là... mà bi quan tới thế giới nhiễu nhương của em. Đâu đúng mặt dữ vậy. Một vài phần tử thôi. Còn về đánh giá của em về anh trai thì anh trai rất là thật tình. Rồi cảm ơn bạn. Em có đi với người nhà nào ai đi theo ủng hộ không cưng? Dạ à, có chị, bạn của em. Chào chị Quỳnh Linh, chào cứng lên, cứng lên. Quýu, cứng lên. Chào chị Cẩm Ly, chào chị. Sao? Cẩm Ly ở đâu? Quýu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Bình tĩnh chưa, bình tĩnh chưa? Rồi, mình nhận xét về cô bạn gái này coi. Nói chung là bạn gái thì là xinh. Tính tình thì nãy giờ Linh tự nghe rồi nên thôi tự đã tự đánh giá. Còn bạn trai của bạn? Thì Linh thì nói chung là rất biết quan tâm tới gia đình. Như tụi em là con trai mà thì thường là rất là vô tâm. Riêng Linh thì trong một nhóm bạn thì có Linh là quan tâm tới phụ huynh của mọi người nhất. Rất là quan tâm. À, cảm ơn bạn. Mình sẽ có 2 phút để gặp mặt nha. Điểm mạnh, điểm yếu rồi nghe hết rồi ha. Rồi. Giờ mình trò chuyện trực tiếp với nhau. Kéo màn lên. Anh có chút quà bé nhỏ tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Chào em. Dạ, em chào anh. Anh thấy em thế nào ạ? Anh thấy em rất chi là tâm sự, rất chi chân tình. Công việc của anh thời gian như thế nào anh ha? Nói chung lúc nào em cần lạnh lúc đó anh lạnh. À, kiểu này được rồi. Bởi vì công việc của em thì em làm về rất là trễ. Ủa, quẩn lắm hả? Không, không có việc làm. Dạ. Quẩn lắm hả? Không, công việc của em nó vậy vậy. Anh nghĩ như thế nào về một gia đình? Thì một gia đình thì gồm ba mẹ và các con thôi. Tỷ lệ nhậu của anh hiện tại là như thế nào trong một tuần anh? Không, bây giờ anh... tại vì bây giờ công việc của anh đã ổn định nên nhậu cũng ít lại rồi. Ok, cho nhậu đi em, nhậu về hết đất là vẫn khỏe, không sao đâu. Thì dự định kết hôn của anh là khi nào anh ha? Khoảng bao nhiêu năm nữa? Chắc cũng 1 năm đến 2 năm rồi. Dạ, ví dụ như khi kết hôn thì con gái là phải làm dâu. Dạ, thì làm dâu như thế, muốn những Tết đó, em muốn về nhà em thì không biết là như thế có được không anh ha? Thì là có thể thu xếp thì... để về nhà. Cái đó thì sắp xếp thôi em. Dạ. Bởi vì nhà em có một mình em con gái nên em cũng muốn Tết, cũng muốn sum họp với gia đình. Con gái nói vậy đó. Chứ bốt về lấy chồng rồi chồng nói gì nghe hết à. Trời, tâm lý tôi biết mà, dạy trai đó. Không sao chị ơi, em muốn trai dạy em thôi à. Có đâu, nói vậy thôi, chị miệng ta chưa lấy chồng. Nói chung là anh rất vui khi được gặp em. Và anh hy vọng thì mối quan hệ của mình sẽ tốt hơn. Dạ, thì em cũng vậy, em cũng rất vui gặp anh. Thì thời gian ở đây thì nó có cái dung lượng của nó thôi. Nên là nếu mà có cơ hội cho nhau, thời gian tìm hiểu hay gì đó thì để biết rõ nhau hơn, có thể là sẽ phát hiện ra những cái điểm mạnh điểm yếu của nhau hơn. Rồi, chị cũng rất vui được gặp hai em ở đây. Dạ. Chị không biết mức độ chị chặt chém sau ngày càng nhiều á. Rồi. Bị quýnh quá. Em để tay vô nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyết định xem có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2. Ủa em ấn cứng ngắc rồi sao, nó gì vậy? 3.
Cái này chắc bị ảnh nhiều quá sao anh ơi. Trời, có thể nắm tay em được không? Ai cho nắm tay vậy? Em nắm trước. Cơ như ở đây thường là yêu cầu nắm tay mới nắm tay. Vậy hả chị? Chứ ai đâu nắm lại. Rồi các em nắm tay nhau. Rồi cảm ơn chị. À, các em hôn nhau. Thôi đi chị. Trời ơi bèo. Nãy giờ chị nể em lắm mà em làm vậy là chị thấy không được rồi. Em có vỏ đó anh ơi. Sao? Tôi lĩnh đàn ông đâu. Thôi cho anh hôn cái má. Em có vỏ đó anh ơi. Đó. Giao thôi luôn. Trời ơi. Em có vỏ đó anh ơi. Phụ nữ khó hiểu quá nha. Tưởng gì. Con ơi. Trời ơi. Con là thế đó chú. Chúc mừng hai con. Dạ. Đây, chúc mừng hai bạn. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây quà của bạn, tôi tặng lại. Dạ. Em cảm ơn ạ. Con chào chú ạ. Chào con. Dạ. Rồi đi xuống. Con đi coi phim đi con. Nhau. Dạ. Cái gì mà con hoài vậy? Trời ơi, bự như con voi vậy mà cứ kêu con hoài để tôi tưởng mệnh chắc cái em bé nó nhỏ lắm. Tiêu chuẩn em hay nói đùa là cao to đang hôi là được, thì em thấy mấy người cao to đang thì hơi hôi. Cái gì vậy hả? Như vậy chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai xem họ có đồng ý hẹn hò không. Hả Mang. Mời bạn Nam. Rồi chào em. Dạ, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mình có thể giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia biết. Dạ chào chú Linh. Chào con. Chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người ở đây. Em tên là Tuấn Anh, nhà có 4 người, ba mẹ và một đứa em trai nữa. Công việc của con thì trước đó là con làm kỹ thuật viên sân khấu cho trường quốc tế. Sau bây giờ là con chuyển ra làm hỗ trợ kỹ thuật mấy cái máy mà bán hàng ở ngoài bấm cảm ứng. Bao nhiêu tuổi? À con, em 25 ạ. À. Rồi bạn gái. Em tên là Hải Yến, sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Em đang là kế toán, 26 tuổi. Hơn bạn bên nó 1 tuổi rồi. Bạn trai ơi, bạn gái lớn hơn mình 1 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không sao chị. Định bao nhiêu lâu thì kết hôn? Khoảng 2-3 năm thì con cần cái công việc con ổn định hơn để con có thể lo cho gia đình. 2-3 năm nữa thì hơi lâu. Ồ, vậy ý em muốn là trong bao lâu? Chậm nhất là 2 năm. Không, em nghĩ cái này nếu mà em có bạn gái thì đó là một động lực để em rút ngắn cái thời gian đó lại. Phấn đấu ha, mình hãy ổn định là tiến tới hôn nhân được rồi đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nhà con đâu? Ở nhà con quận 8 ạ. Gì mà con hoài vậy để tôi coi. Trời ơi, bự như con voi vậy mà cứ kêu con hoài để tôi tưởng mệnh chắc cái em bé nó nhỏ lắm. Đâu bự lắm chị. Đâu bự lắm đâu hả? Dạ. Kêu cô xin con luôn đi. Thôi con quý chú, con muốn gọi chú. Vậy là không có quý cô nên gọi cô bằng chị hả? Không, tại vì cô quý chú khác, đủ anh chị quý chú khác. Đứng lên coi. Trời ơi, ăn cái gì mà to vậy, cao bao nhiêu? Dạ, cỡ nhiều 1m8 á. Nặng nhiêu? Cũng cỡ 80 á. Rung lắm hả? Không, tại thấy chị nhìn em hoài, em muốn biết nói gì với chị. Nói đi, em muốn nói gì em nói đi. Giờ chị em nghe em nói nè. Không, tại chị đẹp quá. Thấy không? Dạ. Đừng có nịnh. Khen chị mà chị cứ nịnh, em buồn. Buồn không? Buồn. Buồn sao? Buồn thì thôi chứ không. Chứ không lẽ giờ em làm gì chị. Bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào? Gọi là bạn đó có khả năng độc lập và tự chủ. Gọi mình là sao? Dạ gọi là chín chắn, cứng rắn, rồi gọi là... Hỏi nó rối rồi đó. Tự nhiên em quên. Hít thở. Bây giờ có ưu điểm gì, có khuyết điểm gì nói nghe. Nói hơi xấu hổ xíu là hôm đi học em đúng kiểm tra, em nhìn bài người ta. Mà cái bạn đó, bạn cấp em trên 4 giải bài, em vẫn nhìn được. Em vẫn điểm cao, mặc dù em không có học bài á. Đó là ưu điểm đó hả? Dạ, em tự hào con mắt em. Còn tự hào gì nữa không? Dạ không. Rồi. Cái đó thôi. Rồi, khuyết điểm. Khuyết điểm là... À không, ưu điểm nữa nha. Không thuốc, không uống bia, không cờ bạc. Tốt, thích khuyết... trai hay gái? Hỏi bình thường mà. Nếu mà em thích trai thì em đấu lên này. Phải không? Dạ. Chắc ha. Dạ chắc. Tính nói gì mà quên. Nhìn nó hoài nó nói. Hỏi nào nó nói luôn á. Khuyết điểm hay quên? Đúng rồi, dạ. Sợ ma, sợ rắn, sợ mấy loài mà bò sát á. Nhìn nó em sợ lắm. Hồi đó trước nhà em có con rắn chết. Em không dám ra ngoài đường, em không dám đi học, em bỏ bữa học luôn. Cúp cua luôn. Tướng về mà sợ con rắn. Chị cũng tưởng rắn hả? À, hàng chi. Hàng chi nãy giờ khớp quá phải không? Ôi nhìn như cảm giác như sắp xỉu tới nơi vậy á. Nhớ mặt con rắn em sợ. Trời. Mày mốt vợ em chụp hình con rắn để ngay đây nè. Nhìn em về nó chạy đúng không? Trời ơi là trời.
Đời của tôi vui nhất là dí mấy người này. Bạn mong muốn một người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn em hay nói đùa là cao to đen hôi là được. Thích hôi. Dạ không, tại thường em thấy mấy người cao to đen thì hơi hôi. Cái gì vậy hả? Ai nói cao to đen hôi hay hôi là sao? Mày đụng chạm nhiều người lắm nha. Cái đó người ta gọi là mùi men lì phát ra từ cơ thể của người đàn ông. Không phải đâu, mấy người cao to đẹp trai chứ đâu có bao giờ là cao dính to hôi đen hôi. Ừ, em mới nghe lần đầu luôn. Em lạ luôn á. Thơm xong á thì em cũng thích. Trời đất ơi. Lạ ta. Thơm tho quá không thích. Tại vì em hồi thấy thơm tho thì nhìn hơi yếu điệu một xíu. Bên đây hồi có hồi. Cao có cao, to có to, đen có đen. Ví dụ này mới lạ quá. À, mình đi còn hôm nay có ai nhột, nhột. Dạ em đi với em gái của em. Ờ em gái em đâu? Dạ. Ủa em cái gu chị em cái vụ hôi hôi đó em có giống vậy không? Dạ không, ý là nói vui thì là cao to đen hôi chứ ý của chị không phải là hôi mà ý là không thích con trai mà kiểu mà ra đường mà sạch sẽ hay là xịt nước hoa hay gì quá, ý là mình bình thường có mùi đàn ông trên người là bình thường. Rồi em thấy cái anh bên bển sao? Em thấy anh bên này thì nói về cao to thì có cao to, ôm thì chắc vừa một ôm, hôi thì không biết. Nhưng mà có vẻ nói chuyện vui vui vẻ. Rồi à, em có ai theo ủng hộ em không? Em có đi với lại người anh và cũng là sếp cũ của em. Xin chào anh Linh và chị Cát Tường. Dạ. Tuấn Anh thì tính cách hiền và hay nhút nhát, không có thích đám đông. Mình thấy là cái ưu điểm của Tuấn Anh là cái người biết lẽ phải, và nếu mà nhận thấy cái điều đó mà tốt thực sự thì Tuấn Anh rất là nỗ lực thay đổi. Anh thấy cô bạn gái bên này như thế nào ạ? Có thể là hợp với Tuấn Anh đó. Chắc là những người làm nghề kế toán đó, có thể họ giống nhau ở cái vẻ chín chắn của họ. Trong khi Tuấn Anh thì anh chị thấy là hơi ngây thơ và à, cảm ơn rất nhiều. Kéo mặt lên. Mình có... Bạn có thích đọc sách không? Hy vọng bạn sẽ đọc cuốn này. Bạn nhìn mình, bạn có thấy mình ngầu không? Tại vì ai cũng nói mình nhìn hung dữ, ngầu quá, không có muốn tiếp xúc quá. Thấy vậy. Bạn là nhìn đẹp trai. Cảm ơn bạn. Nhìn đâu kiếm kiếm gì đó, nhìn thẳng mặt nó đi. Dạ. Bạn thấy mình thế nào? Trắng trẻo mà được cái bị cái hơi ốm. Chắc bạn nên ăn nhiều không? À, thì bạn không thấy con gái ốm hả? Nói sao ta? Mình cũng không biết cái gu ốm hay mập của mình là sao nữa. Nên thôi mình cũng không quan tâm lắm. Vậy em quan tâm gì? Dạ, em quan tâm chủ yếu là bạn đó có đồng cảm được cái tính cách của em không? Nó dễ dở hơn ngương gì. Không có được thằng phẳng như người ta. Nó giống như đồ thị hình xin. Lúc lên lúc xuống. Lúc lên lúc xuống nó dữ. Bạn thích con gái hiện đại hay là truyền thống? Mình thích con gái hiện đại. Nhưng mình có thể gọi là hiện đại không? Mình cũng không biết nữa. Cái gì mà cũng không biết hết trơn. À tại trên đây mới gặp mặt nhau nhưng mình cũng không có. Có rung không? Em cũng không biết nữa. Giờ nghe đồn bạn biết sáng tác với hát hay lắm đúng không? Hả? Ai đồn? Chương trình đồn. Hát tặng bạn gái bản cho hết rung. Bản nhạc này viết lời nó là bản nhạc thất tình, nó hơi buồn. Kệ nó. Nó buồn lắm. Kệ. Mà chưa có tên nữa. Hát đi rồi bạn gái đặt tên. Hát hai ba câu thôi nha. Hát hai ba câu xong ta đặt tên. Hát hết thì hết thời gian á. Kệ, cho luôn. Không. Rồi thôi hát đi, muốn hát nhiều hát. À, xin gửi tới mọi người một bài hát cho em tự chế. Chuyện tình chỉ mấy mùa thôi trôi theo em như cánh chim trời. Yêu dấu xưa còn đây mà giờ người vội quên mau. Cùng những ký ức ấm áp nơi mình trao nhau hôm nào. Do nước mắt này khẽ khẽ lên từng hàng cây. Tự sáng tác hả? Người ta dùng cái từ là tự sáng tác, dùng tự chế. Đấy, thích mấy nói mấy cái chữ dân giả, nó thân thuộc, nó không quen. Em cảm thấy bạn có vẻ là người ấm áp á, hát hay. Ôm lắm lắm. Bạn trùng tên với một người mà ngày xưa mình rất thích á, tên Tuấn Anh. Bạn là cái gì Tuấn Anh? Nguyễn Ngọc Tuấn Anh. À, rồi bạn hỏi đi. Cái gì ta tính hỏi gì quên nữa. Trời đất ơi. Vậy sao đi lấy giờ trời. Trời ơi, hồi này em đứng ké mà. Đứng bên đây nhìn mặt mình càng thêm hốt hoảng nữa. À, chỉ, đúng rồi. Trước mặt chỉ có một người phụ nữ đẹp đó thôi. À, bạn muốn trong tầm khoảng 2 năm nữa tiến tới hôn nhân đúng không? Cái đó là lâu nhất của bạn có thể đúng không? Cũng có thể thay đổi. Mình có vẻ mình như đi. Bạn mới bắt đầu một công việc mới đúng không?
mới nhưng mà còn nhiều thứ mới nữa mình phải làm nữa. Nếu mà hẹn hò chắc mình phải đợi hơi lâu ha. Không, mình dạng mình hay trừ hao phí, mình tính sai vậy thôi chứ cũng sắp rồi, không sao hết bạn. Nếu mà hẹn hò với một người lớn hơn thì bạn có ngại không? Không, mình không ngại, mình có lúc mình đăng ký mình có ghi mà. Lớn mình 3 tuổi cho xuống là được rồi, không sao hết. Trước giờ bạn đã yêu ai chưa? Nói ra ngại lắm, mình có bạn gái sớm lắm. Hồi lớp 4 đã có rồi. Gọi là thích nhau đó. Mất quỷ, 4 tuổi mới yêu cái gì? Lớp 4. Lớp 4 rồi mới yêu gì trời. Chú nhắc mày nhớ, 4 tuổi mà có thích nhau. Trời ơi. Mà thích nhau thôi cho kẹo thôi chứ. 4 tuổi thích nhau trời. 4 tuổi biết gì thích. Không, tại bạn đó cho con kẹo. Con thích kẹo chứ đâu phải thích bạn đó. Lúc đầu cũng thích bạn đó nhưng mà bạn đó cho kẹo nữa. Rồi thích thêm nữa. Là biết bạn đó cũng thích con rồi. Trời ơi. 4 tuổi thích con rồi hả con? 4 tuổi mà không biết người ta thích ổng, không thích người ta rồi. Rồi coi thích đây không nè, nhìn đi kỹ đi. Không, mình nghĩ là mình sẽ nắm bắt cơ hội này. Bạn chín chắn có thể kiềm lại mấy cái đồ thị hình xin của mình được. Cái biên độ của nó có thể thấp hơn được. Bạn có thể cải tà quy chính cái này được. Ủa con tà lắm. Dung thì thôi. Gọi là giúp đỡ bạn tìm lại cái gì đã mất. Cái gì cũng quên à. Dạ đúng rồi. Vài bữa quen ta hỏi ủa em tên gì nữa. Ồ bạn có nhớ tên mình không? Bạn tên Hải Yến. Ờ cảm ơn vì đã nhớ tên mình. Thôi nói một câu gì thật tình cảm đi. Rồi bấm nút. Con nói như vậy là hay lắm rồi. Giờ không lẽ con nói anh yêu em hay gì đó kỳ lắm. Nói con đó. Con gì hay hơn nữa đâu. Cố gắng đi. À, bạn có bấm nút không bạn? Không có gì hay ngọt ngào chứ. Bạn cho mình một cơ hội nha. Giúp mình nha. Giúp mình trời. Giúp cái gì? Giúp gì vậy? Giúp đỡ giống nãy Vũ Linh nói. Tại em ở nhà em cũng hay đọc ngôn tình, em là học thuộc cái câu anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ, nhưng mà bạn này không kêu anh được nên giờ không biết nói sao nữa. Nó kêu bằng anh bình thường gì đâu em. Không, mình tên anh mà bạn cứ gọi anh. Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ. Trả lời. Trả lời. Thôi chị có. Con bó tài vậy còn. Nhưng mà không dễ thương con. Con yêu về giờ cười suốt ngày luôn á. Không, thấy đúng à. Tại vì con muốn cuộc sống con nó lạc quan hơn, nó màu hường hơn. Màu hường. Rồi để tay nút bấm đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Ủa chú có đếm không Vũ? Hả? Chú có đếm không? Không, con tự đếm á. Ủa sao con thấy người ta mà chú đếm mà. Người ta thì người ta chú đếm, nhưng con thì tự con tự đếm. Con tự quyết định đời mình. Sao con thấy con lên đây cái con bị hai người chơi khó quá. Con chơi khó gì con đâu. Cứ ép con hoài. Bản lĩnh lên. Con bấm rồi, con không có đếm. Trời ơi. Chú đếm cho bên kia ha. 3, 2, 4. Nắm tay cái đi cho nó ấm áp chút coi. Dạ. Lạnh lắm đúng không? Em thấy tay bạn nóng mà. Dạ. Hôn cái đi con. Thôi. Hả? Tại vì hôn quá tốt như vậy. Nó xỉu tại đây luôn à. Chụi tay bạn chút. Mạnh mẽ lên chứ. Đi chơi thể thao, bạn chơi môn gì bạn gái? Môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là thôi boxing. Boxing dạ, nữa với nha. Lại là đừng có lãng quạng nha. Không, nhưng mà yêu giống màu cát mà anh. Hả? Yêu giống màu cát. Màu cát đúng không? Mời nhà trai. Đây. Đây xin chào. Xin mời nhà gái. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình. Mình chào Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý vị khán giả. Chào bạn gái bên kia. Mình giới thiệu mình là Nguyễn Hữu Dương, năm nay 43 tuổi, giám đốc công ty nội thất Trương Dương. Công ty thì trước ở Sài Gòn nhưng bây giờ chuyển về Thanh Hóa, nhưng bây giờ vẫn làm thì chứ vẫn Sài Gòn, Thanh Hóa, Hà Nội. Tên là. Nhưng mà ở chính là ở đâu? Công trụ sở chính ở Thanh Hóa. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh và con xin chào cô Hồng Vân, cùng chào các anh chị khán giả ở trường quay. Em tên là Thủy, hiện đang công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Em đến từ Quảng Bình và hiện đang sống tại Nhà Bè. Rồi, mình có điểm mạnh, điểm yếu nào nói chuyện cho đàn gái nghe với. Dạ.
Điểm mạnh của em thì biết giao tiếp, sống thật thà. Giám đốc là giao tiếp hết số 1 rồi. Mình biết, có biết nấu ăn này, làm việc nhà này. Chà, may quá, là... em không biết nấu ăn. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì cũng rất nhiều, nhưng mà sống cả nể. Nhiều khi sống với bạn bè rất nhiệt tình. Nếu mà đi nhậu về là say là ngủ hay ngáy. Ai cũng ngáy chừng á, mời nhà gái. Bây giờ mình sẽ nói về mình chút xíu. Về bản thân thì em thấy em là một người khá năng động. Dạ, và tự tin. Về mặt giao tiếp tốt thì tính tình thì cũng một chút hài hước và cũng một chút nghiêm túc. Rất là năng động nên là dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao, làm những cái thuộc về sở thích của mình như là đọc sách, đi cà phê với bạn bè. Những sở thích của mình như là đi chạy bộ, những cái hoạt động thể thao ở ngoài trời. Dạ. Nói chung hai người đều năng động hết trơn. Bạn gái cho mình hỏi đi, chơi thể thao bạn chơi môn gì bạn gái? Môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là... Boxing. Boxing dạ, nha. Với lại là... Đừng có lạng hoàng nha. Không, nhưng mà yêu giống màu cát mà anh. Hả? Yêu giống màu cát. Màu cát đúng không? Dạ, chào chị Hồng Vân. Vâng. Anh yên tâm, chỉ có đừng có làm em nổi nóng thì sẽ không xem anh là bao cát đâu ạ. Thấy mệt rồi. Hồi hộp. Nhìn em như thế này, lại giám đốc nữa. Tại sao em lại có mặt ở đây? Cái đây 7 năm em cũng có... chia tay vì vợ, có hai nhóc. Trước là em ở trong này, nhà ở Gò Vấp. Bây giờ thì khoảng sau đến lúc hai vợ chồng chia tay thì em quay trở ra ngoài kia. Hai con ở với mẹ. Rồi chị... là mình chu cấp thôi, đúng không? Vâng, đúng ạ. 7 năm có mối tình nào nữa không? Có, nói chung là cũng có một mối tình thì được mấy tháng, xong thấy cô thực dụng quá thì chia tay. Thì thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người rảnh rỗi với nhau thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện, nhưng mà lúc 11-12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm, sợ buồn ngủ. Đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện thì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia. Ôi, chào em gái. Chào anh. Dạ. À, dễ thương. À, em nghe cái đường tình duyên bên đây em cảm nhận thế nào? Em có một câu hỏi dành cho nhà trai được không ạ? Rồi, hỏi đi. Dạ vâng, anh có nói là bây giờ vợ và con anh đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và anh rất là thương hai cháu. Vậy thì tại sao anh lại quyết định chuyển ra ở ngoài Thanh Hóa, trong khi nó sẽ là gây cái trở ngại rất là lớn cho anh về cái việc là chăm sóc con cái ở trong này với chị ạ? Thật ra lúc đó thì công việc này em... Dạ vâng. Nó cũng được không được thuận lợi. Ông bà già thì cũng có muốn hướng là quay ra. Mình nghĩ thôi được để mà xa một thời gian đi, cái tinh thần nó bớt căng thẳng đi. Lúc đó thì nói chung là khoảng 3-4 năm thì là mất lòng tin ở con gái. Vì vợ chồng với nhau mà lúc quay mặt là sẽ thành người dưng liền, không còn cái gì có tình cảm hết cả. Dạ, vậy thì nếu giả sử như lựa chọn giữa gia đình bố mẹ và tương lai con cái cùng với sự bình yên của vợ cũ để phát triển con, thì anh ưu tiên lựa chọn cái nào hơn ạ? Vợ với lại bố mẹ thì anh không bao giờ anh đánh đổi là cái chuyện là đưa lên làm bàn cân cả. Vì là vợ là nó là ở góc độ khác, còn bố mẹ là góc độ khác. Bố mẹ mình là không có cái chuyện là mình để xua thánh bất cứ ai một ai hết em ạ. Gái mình thì mình cũng không nên là ấy cả. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Hai bạn sẽ gặp nhau để cùng trao đổi vấn đề đó. Cho anh hỏi bên nhà gái là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Từ góc độ em chia sẻ của em thì bản thân em là một người khá cao, nên em yêu cầu là bạn trai em phải là cao hơn mình. Bao nhiêu mét nhiêu nè? Hiện tại em đang cao khoảng tầm 1m6, đi dày vào nữa thì khoảng tầm 1m7, 1m71, 1m72. Bạn nam là phải 1m7 đúng không? Dạ đúng rồi. Một người biết chia sẻ với em. Em là người khá hướng ngoại. Nếu giả sử như không chia sẻ được mọi thứ trong cuộc sống mà cứ ấm ức để mọi thứ nó bị vỡ ra khi mình không chịu để nói chuyện với nhau, để hiểu ra và tìm ra vấn đề, thì nó rất là khó. Nhưng mà chia sẻ là ban ngày nha, cao lắm 10 giờ thôi nha. Dạ. Đó, rồi xong. Rồi, em có mấy mối tình? Chính xác thì là em yêu hai người. Người khoảng 3 năm từ thời sinh viên. Sau đấy yêu một người khoảng hơn 6 năm. Và dùng dành cho đến lúc mà em biết bạn có gia đình thì khoảng tầm 9 năm. Bạn nói với em đấy là bạn ấy muốn em không phải khổ. Vì bạn ấy thì cái lúc mà yêu nhau thì bạn đã biết là điều kiện hoàn cảnh cuộc sống của bạn là không có điều kiện bằng em. Bạn ấy nói là bạn ấy không sợ em khổ vì gia đình bạn nghèo. Chứ em á, cái mẫu hình lý tưởng của em á là như thế nào? Phụ nữ thì trông dễ nhìn một chút, đó là cái điều đầu tiên là để mà mình ấy. Phụ nữ nào cũng dễ nhìn, quan trọng mình có nhìn ta không. Cái thứ hai nữa là phải biết, nói chung là có hiếu với bên nội bên ngoại. Người ta nói phúc đức tại mẫu mà.
Nên là vợ là phải có cái đó là cái điều quan trọng nhất. Nên em chỉ cần có vậy thôi. Chứ còn gia đình được rồi. Bên là trai đi với ai? Dạ đi với anh họ chị. Chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Còn anh cảm thấy là bạn gái bên này cũng xinh, gái năng động. Đấy. Nên là hai em xem xét, nếu mà được thì theo anh nghĩ là cố gắng có thể là mình có một cái quan hệ rồi dài dài, sau này có thể là đến cái đoạn xa hơn ấy, mình tìm lại một nửa miếng ghép của đời mình. Dạ vâng. Nói vậy bây giờ em đi với ai? Dạ vâng, em đi với đồng nghiệp và nhân viên của em ạ. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh Dương. Thì trong quá trình mà làm việc với chị Thủy á, thì con thấy là ở công ty thì chị Thủy rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Tuy nhiên thì khi về nhà thì chị Thủy rất là đảm đang. Chị Thủy nói là chị Thủy không biết nấu ăn, nhưng mà thật ra là chị Thủy nấu ăn rất là ngon luôn. Sếp có giữ không con? Rất là quan tâm đến nhân viên luôn. Tuy nhiên thì là trong công việc thì cái gì sai là sai, mà cái gì đúng là đúng. Cá tính rất là quyết đoán luôn. Mở rào đi. Mở rào đi. Mở rào. Rồi hai người ta cứ đến giao lưu với nhau đi nào. Vâng em chào anh. Chào em. Vâng em. Này anh tặng em, nhưng mà cái này là 100 bông, nhưng đây chỉ có 99 bông. Dạ đó vâng. Em thấy bông cuối cùng ở đâu? Đông cuối cùng á hả? Đúng rồi. Em đoán được không ạ? Được, em đoán đi. Em nghĩ đấy là anh ấy. Không. Anh nghĩ chắc là em ấy chứ. Một bó hoa rất là đẹp luôn, 99 bông. 99 và một bông đó chính bông là hồng em. Thiệt. Thật ra là cả em là gia người tài của người ta rồi. Bụng về yêu cảm xúc của mình và yêu những cái sở thích của mình. Cho nên là em không chuẩn bị quà nó thiên về cái cảm xúc của em khá nhiều, chai rượu vang. Em hy vọng là nếu giả sử như mình có duyên với nhau, thì khi mà mình về với nhau ấy, thì nếu giả sử như những lúc mà mình giận nhau, thay vì ngồi để lại để cãi nhau, thì mình khui một chai rượu vang ra mình uống. Và mình khi có men rượu thì mình nói sẽ dễ dàng hơn. Anh cảm ơn em. Em thì, ngồi trước đi. Em anh có nói là anh cảm thấy khá phiền khi một người bạn gái gần đây là thường nói chuyện với anh sau 10 hay 12 giờ đêm gì đó. Bây giờ em có một cái sở thích đấy là chơi thể thao. Và em dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao. Thậm chí về đôi lúc đi làm về em không sẽ không vào bếp chuẩn bị bếp núc, và cái việc đấy không phải là việc ưu tiên của em. 9 rưỡi 10 giờ em mới về. Thì điều đấy sẽ ảnh hưởng tới quyết định của anh như thế nào nếu giả sử như mình hẹn hò. Làm cái gì làm, nhưng mà cũng dưới 12 giờ được. Em khoảng tầm 10 giờ được rồi. Một lần, hai lần sẽ được. Nhưng mà nhiều lần thật ra cũng rất mệt. Vì là mình có những lúc đi, anh đi rất nhiều. Có thể là một ngày chạy mấy trăm cây số. Dạ, không vâng. Được, không có tài xế là một mình phải đi là nói chung là rất nguy hiểm. Dạ. Nên là anh phải lo cho nói chung là tính mạng của anh trước đã. Em là người luôn muốn được bạn đời mình chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Nếu giả sử những cái việc mà em luôn đòi hỏi cái sự chia sẻ đấy, nhưng mà anh đang mệt, nhưng mà em lại muốn là anh nói ra cái việc anh đang mệt để em chia sẻ với anh, nhưng mà anh thấy phiền, cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với anh nếu em là người như vậy? Đúng ra vợ chồng chia sẻ với nhau thì là cũng nên chia sẻ. Anh ghét nhất là những người nào giả dối. Vì dạ. vợ chồng thật ra bây giờ có những thứ mình nói thẳng với nhau. Dạ, như vâng. Thế là tính của anh không ghen. Bây giờ em nói là em đi gặp bạn trai cũ, ok. Dạ. Hay là em đi gặp mà em dai mưa này khác là đó bình thường. Dạ. Nhưng mà em đi gặp về em nói với anh là đi gặp người khác là không được. À. Còn em đi gặp về bình thường không sao cả, anh cũng có bạn, em cũng có bạn. Cái đó dạ, là rất vâng. bình thường, không gì cả. Tính anh về cái phần đó thì rất dễ giải. Quan dạ. trọng là tin nhau. Dạ vâng. Đúng không? Em mà đã yêu thương anh rồi thì chắc chắn em sẽ không làm việc gì có lỗi với anh cả. Dạ. Có điều tất nhiên. Đúng không? Còn dạ. em mà đã làm có lỗi với anh thì em có yêu thương anh đâu, nên là mình có giữ cũng không được. Dạ vâng. Nếu giả sử như là về mà em cảm thấy em không thích, em sẽ đi, em sẽ nói anh ơi, mình đi ra ăn ngoài đi, em lười nấu ăn quá. Tình huống đấy em sẽ giải quyết như thế nào? Chế độ bình thường thôi, đi ăn thì đi ăn thôi chứ sao đâu. À. Rất đơn giản mà, tự nhiên bây giờ em thích đi ăn thì anh cũng đi ăn như. Nếu giả sử không có dọn em. Dạ vâng, nếu giả sử như cái việc đấy nó chỉ xảy ra một tháng 2-3 lần thì nó không bị, nó rất là bình thường. Nhưng nếu giả sử như nó xảy ra khoảng tầm 5-7 lần hay 9-10 lần thì nói thì chung nó là bây giờ nếu như mình cũng nên là đi làm về mệt rồi. Dạ. Nếu lúc nào mà cảm thấy nấu nướng được, mình ăn thì nấu, không ra ngoài ăn. Rất bình thường. À vâng. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ là nhuộm tóc màu rất là sáng, ăn mặc rất là sexy, móng tay thì luôn xanh đỏ tím vàng? Thật ra anh không có quan trọng gì bề ngoài cả. Nhưng mà miễn là sao là cho nó vừa phải được rồi. Nó đừng có ấy quá. Như thế nào được gọi là vừa phải hả? Tức là bây giờ em ra ngoài đường thì mặc kín đáo này khác, đúng không? Còn tóc bây giờ em nhuộm nhiều màu thì mai mốt anh bao giờ nhuộm lại một màu. Em thương anh thì em nhuộm lại một màu chứ có gì đâu. Ồ, nhưng mà cái việc rõ ràng là em nhuộm tóc màu là cái việc mang cho em vui vẻ và hạnh phúc.
Tại sao em thương anh em phải nhuộm màu đen nhưng mà anh thương em, anh thương em anh lại không để cho em chơi những cái này ạ? Thật ra anh nói với em này, nhuộm tóc nói chung là cái chuyện đó là sở thích của em. Dạ. Chứ không phải là một cái gì để mà nó cũng không to tát gì cả, đúng không? Nhưng bây giờ thì thật ra vợ chồng mà phải chia sẻ, cái đó là sự chia sẻ đấy em. Bây giờ như sở thích của bây giờ anh mà em như vậy là không được. Đúng không? Thì bây giờ nếu như thực sự mà em mà đúng thật sự là ấy vậy em ở, nếu vậy thì thôi thì em sẽ không làm theo những gì cho anh buồn. Dạ vâng. Đúng không? Cái đó là sự chia sẻ mà em. Dạ. Vậy hai thì người mà chia sẻ sẽ tới sáng luôn chứ không phải tới một giờ đâu. Đó, tôi thấy bây giờ hơi căng hết rồi. Nhưng em nghĩ sao nếu bây giờ mà bao giờ tiến tới hôn nhân? Em cần 3 tháng hẹn hò và sau 3 tháng sẽ xác nhận là có thể tiếp tục nghiêm túc hay không. Cái thứ hai, sau 3 tháng khi khoảng tầm 5 đến 6 tháng sẽ đi tới hôn nhân. Em muốn là cả hai người sống thật nhất có thể để hiểu được với nhau về đối phương. Nếu mà thí dụ yêu nhau á, thì là một đứa ở Thanh Hóa, đứa Thành phố Hồ Chí Minh sao đây? Kỳ tới này á, sang năm thì thật ra lại bây giờ em đang còn làm công trình ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Em chuyên làm cho chùa. Đâm ra kỳ tới này công việc ở trong em cũng rất nhiều, em cũng sẽ làm mở chi nhánh ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy. Một khi mà muốn rồi cái cả tuần bay ra bay vào được, ok không sao cả. Giàu quá, nhà bác có điều kiện quá, bác bay ra bay không vào. Phải. Một tuần mấy ngày thì có mở. Đâu, bây giờ vía đang khuyến mãi chị ạ. Vía đang khuyến mãi. Bây giờ hai bạn tiến tới. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau. anh hát không hay nhưng em hát đi. Em hát cũng không hay nhưng mà em hy vọng là anh sẽ thích bởi vì là nó là tình cảm của em. Rồi. Dạ vâng. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay giấc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tôi. Vì nắng mai nên mưa, gọi trưa hè loang nước. Dù muốn nói với nhau nên nhìn nhau rất lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao, có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo, răng hoa ngập hồn tôi. Em xin hết ạ. Rồi, trai. Em hát cũng không hay mà hát một chỉ một đoạn thôi. Rồi lại nắm tay em lấy kia tỉnh khí. Yên tâm nha, đừng có run, em đang ở bên anh mà. Run quá em, run quá không ấy, không hát được. Không còn con sông, nước lên chào dâng bãi bồi, anh về thăm em khắp nơi như là biển khơi. Chập chầm mái tranh nhô lên giữa ngọn chiều dâng. Thôi không hát nữa. Hát đó. Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chúng ta chỉ bấm bằng trái tim của mình các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm nghe. 1 2 3 Hết thời gian. Hai người bấm cùng một lúc luôn á. Yes. Bấm tay nhau. Được rồi đó. Trời ơi. Tối nay hai bạn có thể uống hết chai rượu vang và có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ trao nhau cái nụ hôn gọi là dặm mặt cái nè. Nè, hãy đến đây xin phép nhà gái nha. Nhà gái khoái lắm, ngồi cười hoài rồi. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Tối nay hai người uống hết chai rượu đi. Đó là những gì mà chúng ta thấy ở cặp đôi đầu tiên và mong muốn rằng họ sẽ sớm hiểu nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Dạ vâng, em cũng biết nói sao nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tin nào bắt vai hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi ạ. Trời, nhát nhát thì cũng hai mối rồi. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bằng trai. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh.
Chào bạn trai bên kia và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Hoàng Thị Hương Lan, em năm nay 29 tuổi, em đến từ Quảng Trị. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Em đang làm ở một công ty giao nhận vận tải. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, anh chị Hồng Vân. Chào gia đình phía nhà gái cùng khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Đỗ Anh Tùng ạ. Em quê ở Khánh Hòa. Năm nay em 31 tuổi và hiện làm kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật của bên công nghệ thông tin ạ. Làm ở đâu Tùng? Dạ em làm ở quận Gò Vấp ạ. Quận Gò Vấp. Tùng có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em là tính tình của em rất là hiền và em thích thể thao, như là cũng biết nấu ăn và cái sinh hoạt của em là em cũng là người rất là kỹ tính. Rượu bia thuốc lá gì có hút không? Dạ thuốc lá thì không có hút và rượu không uống, mà bia thì chỉ uống có vài chai cùng gia đình thôi ạ. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em đó chính là em rất là nhát xem phim ma. Trời thấy cưng quá vậy, sợ phim ma hả ta? Sợ ma nữa trời ơi. Để coi bên đây người ta có sợ ma hay không nè. Dạ em chưa bao giờ coi phim ma, nó không dám coi ạ. Là không dám coi luôn nè Linh. Trời hai đứa sợ ma hết trời. Bây giờ mình nói luôn về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cơ. Về điểm mạnh thì em thấy mình là một người nói chung là giỏi nhiều cái. Giỏi ăn, giỏi ngủ, làm việc thì cũng khá giỏi, đi chơi thì rất là giỏi. Về tính cách thì em thấy mình là một người khá là cẩn thận, cầu toàn, sống có trách nhiệm, yêu thương mọi người. Em làm gì thì nói chung là em rất là có tâm và rất là làm hết sức, hết mình. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì có lẽ chắc là em hơi nhát, với lại em... hơi ngại trước đám đông. Dạ. Hai bạn đều nhát trong tình yêu hết trơn á. Rồi hai bạn đều sợ ma hết trơn á. Sợ ma lắm luôn. Cái này hợp á. Vậy là hai con người này không bao giờ dám đi đâu ban đêm. Mà cũng coi không ai dám bỏ đi một mình hết trơn á. Linh coi như cái kịch ma của tôi lễ luôn á. Bạn gái, cho chúng tôi biết là bạn đường tình duyên thế nào rồi? Dạ vâng. Em cũng biết nói sao nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tin nào bắt lại hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Lý do gì mà lì chưa có tình yêu là sao? Em ngại, em nhát lắm chị. Dạ em ví dụ như em có thích ai thì em cũng chẳng nói gì hết á. Xong rồi ví dụ như người kia cũng mình không biết là mình người ta có thích. Có biết mình thích đúng không? Dạ đúng rồi, kê hai bên không nói gì nhau hết, kê cuối cùng không có gì hết trơn luôn. Em ơi, sợ ma. Em sợ ma thì được, nhưng tình yêu đâu phải là con ma đâu mà sợ nó. Đúng không? Còn bạn trai. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi. Trời, nhát thì cũng hai mối rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Em chào thì, em. Dạ. Mối tình của em thì cũng tìm hiểu nhau thì cũng tầm 1-2 năm gì đó. Nhưng mà đến khi mà đề cập đến vấn đề hôn nhân thì không có hợp nên là thôi. Nói cho bà mò biết mình muốn tình yêu thương như thế nào. Cô vợ, có cái điều kiện của em là như thế nào? Em nói chị nghe coi. Dạ thì tưởng tượng trong đầu em là cô vợ em phải như thế nào? Dạ em nghĩ chắc là dễ thương lắm. Hiền và đảm đang. Rất là thương em. Thương em hả? Duyên dáng đúng không? Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em mẫu hình lý tưởng của em thì cũng không có đòi hỏi sâu sắc lắm ạ. Chủ yếu là tính cách là tâm lý hiểu chuyện và cũng không có nóng tính lắm. Tại vì tính em rất là hiền. Với lại biết nấu ăn. Em tưởng tượng cái bạn bên đây á, có bao nhiêu phần trăm trong suy nghĩ của em? Dạ chắc cũng được 70%. 70 hả? Dạ. Chứ chị thấy là tới 80, 8 mấy lần á. Để hôm qua tôi coi 8 mấy, 90, 100. Cưng quá trời. Đàn gái, mình không thích đàn ông gì? Em thích đàn ông hơi gia trưởng, rồi vũ phu, rồi nhậu nhẹt bê tha. Đi mà gia trưởng đây, gia phó không à? Tiền lắm. Rồi bạn trai không có lý tưởng trong cuộc sống. Có lý tưởng không? Dạ có ạ. Có. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Thứ nhất là em, tại vì em cũng không có được cao lắm, cho nên em thích một người cao chắc khoảng tầm 1m7 lên. Để cải thiện nội giống. Cải thiện nội giống. Thì từ từ đúng không? Cũng cao đúng thôi. Đúng, ông làm gì mà ông tự nhiên ông chuyển sắc mặt giống đó tôi nghe. Cao cũng 1m mấy không? Dạ em cao 1m65 à. Đó. Được, 1m65 từ từ cũng cao thôi. Đây 1m65 đây. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ này. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với có dì ruột của em ạ, chị họ, rồi hai bạn thân của em nữa. Chào cả nhà bên nhà gái. Chào em chị Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Và chào bên nhà trai và toàn thể
trong trường quay. Bé Lan là một đứa cháu là ngoan ngoan hiền, coi như giỏi giang đảm đang, phải có hiểu về cha về mẹ. Thì gì thấy là cháu trai bên này thì cũng được hiền lên, cháu cố gắng, hai cháu là cố gắng là bấm nút tìm để xây dựng với nhau. Cho tôi cảm ơn. Tại vì ai? Dạ hôm nay em đi với lại mẹ chị. À có mẹ. À có mẹ đó, để rồi. Mẹ nhận xét. Để hai bên góp ý cho cô ạ. Đó, bên gì bên mẹ. Xin chào anh Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân, với bên họ gái, tất cả các người có mặt trong trường quay. Tôi là mẹ của Đỗ Anh Tùng, gốc thì ở Nha Trang, nhưng mà hôm qua giờ đã nghe con nó nói là con có cái sự hò hẹn thì con tóc cấp tóc quay vô đây. Ồ, vậy cũng đó. Mừng lắm, tại vì nó không có biết yêu đương gì đâu hết trơn á. Rồi hôm nay thì nghe nó thôi má con đi hẹn hò đi, chứ bây giờ con cũng quá lứa rồi. Trong chương trình này thì nó thật ra thì tôi cũng rất là thích, bởi vì nhiều khi đi theo dõi trên TV á, thấy con mình nó ít quá, nó không biết hẹn hò gì cho nó sâu đậm. Bây giờ cũng cảm ơn chương trình và cũng động viên cho nó, thì mai mối cho nó mà trong ước nguyện, thì thấy cái chương trình nó rất là hấp dẫn và rất là vui. Ngày hôm nay là tôi rất là mừng, và cũng xin lần đầu tiên nhất gặp cháu thì với lại họ gái thì cũng rất là vui. Thì nếu được thì cũng sẵn sàng ủng hộ hết mình, không có một lý do gì từ chối hết, tại vì mới nhìn là cũng thấy mến rồi. Hai đứa cũng nên là mở lòng cho nhau. Ừ, để mà đi đến vấn đề như vậy là cũng vừa rồi đó. Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi. Cảm ơn nhà trai nhà gái ha. Rồi bây giờ mở rào mở ra mỗi nha. Mở rào. Okay. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Hôm nay gặp em thì anh cũng có muốn về lại bông hoa đã tặng em. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ. Đây là một cuốn sách của một vị bác sĩ mà em rất là yêu thích ạ. Trong cuốn sách này thì kể về những câu chuyện rất là đời thường của anh á. Dù ở ngoài cuộc sống có bao nhiêu bồn bề hoặc là có bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa, thì có một nơi rất là ấm áp và là bình yên ạ, rất là yêu thương, đó là nhà. Cuốn sách tên là Nhà luôn ạ. Anh cũng thích đọc sách lắm không? Dạ. Hôm nay thì anh cũng có tặng bông cho em, nhưng mà lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa. Em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa. Trời ơi, mẹ hết hồn chưa mẹ? Em còn xuất sắc hơn bông anh tặng nữa. Rồi, đi về ghế ngồi nói chuyện tìm hiểu nhau coi nào. Bạn gái là thích đọc sách đúng không? Dạ, em cũng rất là thích đọc sách, mà đọc sách tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình vậy á. Mẹ có thấy làm thơ, đọc thơ được không? Cái này là thơ thả thính, nhưng mà tại vì em sợ em hơi run cho nên là thôi cho em xin cầm giấy em đọc ạ. À, tháng 8 rồi em đã sẵn sàng chưa? Che chở em suốt chuỗi ngày giông tố, nhà hôn em giữa trốn đông người trên phố, và cuộn cuồng mỗi khi thấy em đau. Tháng 8 về đi rồi cũng thật mau, ở bên em mình cùng nhau níu giữ, yêu thôi mà có gì không dám thử. Tháng 8 rồi mình hẹn hò đi em. Bài thơ thả thính á. Bạn trai có gì đáp lại không nè? Từ lâu thì anh cũng đã từng ước mơ rằng sẽ đến một ngày được kết tóc xe duyên cấp nên vợ nên chồng. Đó là ước mơ của anh. Thì hôm nay cũng xin hát một bài nói về ước mơ đó. Bài hát nó không chỉ là mơ của ca sĩ Phan Đình Tùng đã từng biểu diễn. Nếu không chỉ là mơ xin hãy thôi mong chờ, ngày anh hôn chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tìm đến như mơ tình quá bất ngờ, tình như ánh mây trôi về đâu ai có hay. Nếu ta thuộc về nhau xin hãy thôi âu sầu, và anh thôi chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tình đến như mơ tình trong nhung nhớ. Ngày nào em lên tiếng yêu em sẽ xin hơn nhiều thứ tha yêu kiều. Thôi xong qua đi được rồi đó. Bây giờ mình vô vấn đề hẹn hò đi. Không biết là em có thích tập gym giống như anh không ạ? Dạ em cũng rất là thích thể thao. Em chơi cũng khá khá nhiều môn ạ. Em tập aerobic, rồi tập đi bộ, rồi leo núi, rồi tập yoga, tập học nhảy học đồ nha. Nói chung là em thích nhiều hơn anh rồi đó. Anh là chỉ tập gym thì trong cái bộ môn gym thì nó rất là nhiều động tác cũng như là nhiều bộ phận trên cơ thể phải tập. Yeah. Nhưng mà cái tập yoga của em cũng là rất là tốt cho sức khỏe. Yeah. Nếu mà anh với em có tình cảm sau một thời gian tìm hiểu mà có tình cảm có thể tiến xa với nhau, thì không biết khi nào em đồng ý để đám cưới với anh.
Em nghĩ là tùy theo tình cảm của hai đứa thôi. Ví dụ như là hai người hiểu nhau tới đâu, có nghĩa là mình phải có một cái suy nghĩ là chín chắn và trưởng thành, chứ không phải là cứ mình vội vàng hay là bị người này hội quá, người kia hội quá. Em mong muốn là giống như là hai đứa chủ động là tìm hiểu nhau. Rồi, hỏi nhau về việc kinh tế gia đình đó, ai giữ tiền, mình trao đổi quan điểm với nhau đi. Ý em sao anh? Nếu như mà lập gia đình thì vấn đề tài chính thì anh cũng không có quan trọng vấn đề là ai giữ tiền. Ví dụ như em có thể giữ tiền tốt hơn anh thì anh sẽ sẵn sàng làm đầu tháng cuối tháng gửi tiền hết cho em. Nên khi nào mà anh hết tiền anh cứ xin em thôi. Thôi em cũng thích như vậy, lắm đâu em giữ tiền cũng không có được tốt á, mà em muốn là người đàn ông cũng chủ động về tài chính hơn. Nói chung là cứ một tháng anh đưa em nhiều đó để mà trang trải cuộc sống thôi. Còn mình cũng cần phải chủ động hơn trong công việc, trong cuộc sống, thì tất nhiên là cái phần tài chính thì mình nắm giữ thì vẫn tốt hơn ạ. Trời, ok liền em. Thiệt lắm luôn, gặp người này đó. Nói thiệt với em, ít người phụ nữ nào mà trả lời okay luôn, như vậy luôn. Rồi bây giờ em hãy nói một cái lời nào đó, bước tới bạn gái cầm giùm cho, sao mà rung dữ vậy. Một lời nào đó tận đáy lòng của mình, nói những cái suy nghĩ thật mà mình. Cầm hai tay, tay bóp chặt đó. Lại nắng nót gì đó. Từ lúc mà ngồi ở phía sau và bắt đầu chương trình thì anh cũng không biết rằng em như thế nào. Và khi mà màn sân khấu được vén lên thì anh cảm thấy là rất là bất ngờ. Bởi vì anh không nghĩ rằng là em lại xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Trời. Nên là anh cảm thấy là rất là may mắn khi được gặp được em. Và anh cũng hy vọng rằng sau cái chương trình này anh với em có thể là tiến xa nhau hơn. Và có thể tiến đến gia đình một mái ấm mà anh hằng mong ước. Dạ, em cũng hy vọng như vậy ạ. Trở về quả tròn trìa đầy đủ rồi. Rồi, thôi, ngồi xuống đi, bấm nút thôi. Hãy bấm theo nhịp đập con tim của mình. Hãy bấm đúng với suy nghĩ của mình. Hãy bấm bằng trái tim của mình nha. Một, ba, hai, ba. Đó, hai cái cạch cạch bằng nhau luôn á Linh. Nào, nắm tay nhau, chính thức chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau. Xin phép gì? Dạ, hôm nay lần đầu tiên con tới gặp em Lan đây thì cũng xin phép cô cho con được hôn Lan một cái. Rồi, đó, hôn đi. Dạ, lần đầu tiên tới gặp Lan cho con hôn Lan cái. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chương trình mong rằng là các bạn sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Rồi, giọng Quảng Trị dễ thương quá nha. Như vậy chúng ta đã đến với hai câu chuyện hôm nay. Mỗi câu chuyện có một màu sắc khác nhau, nhưng mà rất thật quý vị. Tất cả một câu chuyện chúng tôi không có dàn dựng gì cả. Họ đến đây, họ nói bằng cả trái tim của mình. Và cuối cùng họ đã bấm nút. Chắc chắn rằng là họ đã có cùng một nhịp đập con tim với nhau. Và mong rằng nhịp đập đó nó sẽ hòa nhau suốt cả cuộc đời này. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt. We'll be right back.
À, điểm cần nói ở đây là Thuận nói thẳng là Thuận đã ly dị và đang nuôi con nhỏ, hiện đang 9 tuổi, ly dị được 4 năm. Ồ vậy hả? À con theo cha hả? Con theo cha. Em cũng là một lần đổ vỡ. Lấy nhau ở đâu? Ở bên nhà em hay ở bên nhà anh? Đó. Anh chưa nói nữa nè. Tôi chưa hỏi tới mà trả lời dứt khoát lẹ hết giờ. Em có thể là dễ tin người. Cho anh mượn mấy chục triệu thôi. Cái đó thì không, em không tin. Thấy chưa, vậy mà nó tin rồi. Ví dụ như là em đi chơi mà em chụp hình cho bạn em đẹp, mà bạn em chụp hình cho em không đẹp là em sẽ bị quạo. Đi làm mệt á, về nhà không nấu ăn được thì sao? Không sao, mình à, mình nấu luôn hả? Mình nấu cũng được. Như vậy thì rất là vui. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.